Quang Ai Dư Minh xin kính chào quý cô chú anh chị, cô bác, các bạn thân mến nha. Hiện tại giờ Dư Minh đang ở tháp đôi của người Chăm ở thành phố Quy Nhơn quý cô chú anh chị. Đó. Sao anh cái đây là cái bảo tàng nè. Đây là khu vực khu di tích tháp đôi. Khu di tích soi tháp đôi thì anh Trọng có thể là phổ biến tí xíu cho bà con cô bác về là khu di tích này được không anh Trọng? Tháp đôi này thì hiện tại là nằm ở trong thành phố Quy Nhơn. Đây là một trong những kiến trúc văn hóa của người Chăm xưa còn để lại trên đất Bình Định. Thì cái tháp đôi này nó nằm rất gần thành phố Quy Nhơn. Chúng ta sẽ thấy được là hai tháp. Đấy ha. Hai tháp thì tháp bên ngoài tháp cao là 20m, tháp nhỏ hơn này là tháp 18m, tháp bắc và tháp nam nha. Đó. Thì nhà mình để luôn cái trong các tháp này nó sẽ trưng bày là gọi là thờ cúng một cái linh vật gọi là Linga và Zoni, nó tượng trưng cho văn hóa phồn thực của người Chăm xưa. Đó. Mỗi lần người Chăm đi lễ trong này thì người ta sẽ bò lên chứ không phải là đi lên như mình. À. Người Việt mình nhà mình để luôn cái bậc thang của người Chăm này, nó sẽ cao khoảng tầm là 25 phân. Rất cao. À bậc thang 25 phân ha. Được vô không? Đó. Dạ được rất nhiều. Rồi vào trong này cả nhà. Tại thấy cái cổng thì đứng như cao. Rồi, anh đi vào trong này với em nha. Có đợi nhiều mắt nắng nè. Đây là cái mắt cái tấm rồi đi không được. Đây. Cái này thú không phải đâu. Vậy bạn biết nó sợ. Đây là để người ta tồn tại sinh sôi để đẳng là từ đây. Dạ. Yeah. Là từ đây. Ồ cái này cái này là anh đều muốn gì? Nó có văn hóa Si Pa Giáo. Đúng rồi. Hoặc là gọi là đạo Bà La Môn. Mình đứng lên đây được không anh? Không nên đứng lên. Không nên đứng nha. Đó. Đây là thuộc về dạng tâm linh cho nên là không được, không nên đứng tâm linh được. Giống cái gối xây quá anh. Đá cái chết rồi. Không mình nói giống mà, không nói giống bây giờ. Dạ rồi, chúng ta đang đứng trong khu vực tháp đôi ở nhà ha. Thì nhân vật mà chúng ta đang nhìn thấy phía trên này, đây là Linh Ngao Cơ Nê, biểu tượng cho văn hóa cổ tộc người Chăm xưa, cầu cho sông con ông cháu và cũng như là văn hóa người ta phát triển hơn cái người dân. Rồi, ở phía trên này, cái phần thành trụ đây cả nhà ha, đây là Linh Ngao tượng trưng cho sinh thực khí của người nam, đây là Zoni tượng trưng cho sinh thực khí của người nữ. Ở phía dưới này không có tính này nhé, phía dưới này đây là bờ đẻ thôi, là Linh Ngao Zoni, đây là cái bài phần này thôi. Người ta khi làm lễ người ta sẽ lấy sữa dê hoặc là nước từ các con sông gần đây, người ta chế từ riêng ga và hứng tại vô nơi này uống để hứng lại để uống thì người ta cầu cho cái sự đông quan đông gió cũng như là phồn vinh trong cuộc sống. Thì ở phía trước chúng ta sẽ thấy là cái bà gọi là đốt nhang. Đốt nhang thì nhang Ly Hương thì là của người Đại Việt chúng ta. Nhang là trong văn hóa, trong văn hóa gặp có thờ có thiên, có kim có lành đấy. Các người thì chúng ta ở những nơi nào cũng thiên thì thường sẽ đốt nhang. Cái người Chăm thì người ta không đốt nhang mà người ta đốt trầm. Trầm của người Chăm ở đây ha. Dạ đúng rồi. Ở đây thì nó có văn hóa của cả Chăm Pa, cả Khmer và cả Đại Việt xưa luôn. Chúng ta thấy cái bệ đá, cái những phần đá này là của người Khmer. Người Khmer dùng đá rất là nhiều. Rồi ở phía dưới chúng ta sẽ thấy cái bệ của cái tháp đôi này là cái hình hoa sen. Hoa sen thì nó sẽ là cái của Đại Việt chúng ta, bởi vì hoa sen là cũng như là coi là quốc hoa của Việt Nam. Đấy. Rồi nào. Thế nhà mình đi ha. Đây là gặp của người Chăm xưa cả nhà nha. Gặp người Chăm xưa tồn tại cả ngàn năm. Đây, nhà mình rờ sờ ở giữa này. Ta không có gọi là cái chất kết dính ở giữa. À cho xi măng á. Đấy. Thì hồi nãy em có nói đơn xe rồi, nó chắc dính bằng các giả thiết luôn, bởi vì làm ra thì bây giờ người ta làm không được nữa. Thứ nhất là cách dính ở đây là bằng dầu rái hoặc là mật mía. Thứ hai nữa là người ta sẽ nung gạch sống. Em còn giả thiết thứ ba là cái giả thiết mà trà hai viên gạch vào với nhau đó, thì nó chưa được chứng minh. Nói chung là cứ làm cái nào thì nó cũng bị một cái mà khi mà đưa vào thực tế người ta làm không được. Nên tất cả đều là nằm trong giả thiết cả. Hỏi
ở dưới quê á, những cái lò gạch cổ á, thường thường á người ta sẽ xếp những cái viên gạch lên. Đúng rồi. Và người ta mới nấu thì xếp những viên gạch lên xong hết rồi người ta sẽ lấy những cái phần đất của những viên gạch đó, đó mà còn chưa nấu á, là người ta sẽ chám lên. Đúng rồi. Tự động nó kết dính lại với nhau. Nhưng mà khi mà làm như thế thì các nhà khoa học người ta làm như thế thì bắt đầu khi nung lên á nó sẽ bị vỡ viên gạch này. Nên là người ta đưa vào giả thiết không được. À. Đấy. Còn... nên đưa chỉ đưa vào giả thiết thôi, còn đưa ra mà biện chứng thực tế người ta làm vào thực tế không được. Còn đây là khu di tích thì mình không có biết làm bằng gì nha quý anh chị, mình chỉ nói là bên cái phần gạch ở cổ thôi. Cách đây 1000 năm vậy. Bằng cái hơi bùn vách nào mà người ta có thể xây cao. Cái chiều cao này là bao nhiêu ha? Dạ cái tháp này là 20m, phía bên tháp thấp hơn là 18m. Còn cái kỹ thuật và công nghệ của người Chăm xưa bây giờ tính từ chăn đế ha. Tính từ ở dưới chăn đế, chăn đế. Dư từ mặt đất luôn đó. Dạ mặt đất. Ừ, thì bây giờ mà kỹ thuật người Chăm xưa thì nó đã bị thất truyền rồi, ngay cả dân tộc Chăm bây giờ người ta cũng mất luôn, không làm được luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Thì cái khu vực này hiện tại anh nói về tại vì sao là nó xây từng tầng tầng xây lên cao như thế này thì nó có thể áp dụng cái kỹ thuật người Chăm xưa, người ta rất là tiến bộ về cái kỹ thuật của xây dựng. Đó. Thì cũng có nhiều người sẽ nói là nó sẽ anh chị thấy ha, phần gấp khúc không đó lên dần dần đưa vào trong thì người ta sẽ là cái ở trong này rất là nhiều những cái tre cây lộ người ta sắp lên, người ta đưa dàn lên làm ở dưới dàn đó thì người ta sẽ sắp dần lên ha. Chứ còn mà bây giờ thật sự là em thì em tìm hiểu nhưng mà cũng gọi là chưa có cái gọi là cái cái nào mà đề, cái chính xác ha, ai dẫn chứng vào để gọi là xây dựng cũng như là chưa có cái dẫn chứng chính xác nhất. Đúng rồi. Nên là những cái mà em cho là giả thuyết thì em đưa vào chứ còn mà để mà đưa cái chính xác nhất thì 100 này thì... ngay cả cái lịch sử người ta luôn người ta chỉ được cung chỉ được gọi là làm gọi là lấy lại được từ như chắc là anh biết là cái này đúng không? Cái này thì có trước cái hấp chậm và có sao hấp chậm. Cái này là cái phần tái bản lại. Cái này này là làm lại. Làm lại. Mới làm lại thôi. Ủa sao đang cái được ta? Em thấy nó bự cái cửa mà. Không. Được mà. Đây là có nghệ nhân người ta tạo tác lại. Chứ còn mà cái phần chính của nó ở trong này á không. Để được đem về rồi, đem mười pháp đem về. Ý là cái này này, cái này là chắc là đem vào trước chứ. Nó... Dạ không, cái này không, cái này là người ta đưa nguyên liệu vô đây là làm trong đây luôn hả? Đúng rồi. Chắc là người ta tạo tác lại cho bắt đầu người ta đưa vào được mà anh. Đoạn qua cái cửa là lọt. Cửa này nhìn nó nhỏ hơn cái này nha. Lọt đi để nghiêng em. Để đứng thôi. Sẽ có cách người ta đưa vào. Để đứng thôi lọt hết. Cái phần này là được tạo tác lại nha. Còn mà cái một bộ vật 1000 năm của nó thì bị pháp người ta đưa về tất cả hầu như là những cái đồ nào mà gọi là của dân của mà gọi là quý của mình á thì pháp người ta từng đem về bảo tàng này. Cái này theo như cái lịch sử chính xác của nó là nó có khoảng từ vào năm nào à? Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 12 nè. Kỷ thứ 12. Kỷ thứ 12 là bây giờ là hơn 1000 năm. Cái này là trùng tu cũng lại á. Trùng tu. Còn đây là những viên gạch mà có khả năng theo cái giả thiết là họ sẽ chắc những viên gạch đây là họ đúng á. Cái giả thiết vậy thì nó có lý hơn á. Dạ. Ừ, cái này thì em á thì em là hướng dẫn nên là thứ nhất là những em sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ cho nhà mình. Cô lịch sử họ đưa ra đúng không? Dạ. Nhưng mà cái vấn đề mà gặp cái vấn đề này thì là khi mà người Chăm khi mà các nhà khoa học người ta nghiên cứu ra thì người ta không chắc chắn nhưng không đưa ra được biện chứng để chứng minh nên là em chỉ đưa ra chưa lý giải đâu mình chỉ đưa ra. Cái gì em sẽ đưa hết tất cả giả thuyết. Quý cô chú anh chị, những cái cổ. Với cái nền lịch sử những nhà khoa học họ đã ghi sẵn cho mình, họ đã đi cho mình. Thôi, thấy. Thấy. Lý giải chưa? Cái này theo như anh nghĩ để nguyên bản của nó luôn hay ha. Nên là cái này những cái này nè, để nguyên bản là im. Hay. Đúng không? Cái này chi đúng không? Theo anh là để nguyên bản luôn. Không cần phải xây thêm, để cho gọi là cái sự lịch sử cổ kính, đúng không? Nó sẽ hay lắm á. Anh nghĩ cái này chắc vô trước của anh ơi. Chứ cái cổ này không vô trước đâu. Tại em nói nè, cái này là cái mà người ta tái tạo là sau này. Biết rồi, cái này ở trên mình có thể lăn được nhưng mà cái dưới này làm sao mà lăn được. Đã người ta đã có cái ấy người ta gọi người ta đã nói rồi đó. Cái này là làm lại chứ còn cái cũ của nó là pháp lấy gì gọn. Không nghe anh chồng nói hả? À, cái mà cũ cổ nó là pháp lấy gì rồi đúng không anh trọng? Đúng rồi. Cái này là cái mới, cái này là tạo tác lại dạ, nó không phải là cái chính gốc của nó đâu. Còn cái bản gốc nó hơn ngàn năm chưa trọng? Dạ, cho nó bắt đầu là khi mà chưa là từ thế kỷ 12 thế kỷ 12 thế kỷ 21 rồi. Đúng rồi, thì
cái khu vực này á, là khi mà được đưa ra là thờ thần thì lúc nào trong cái văn hóa người Chăm á, thì nơi mà thờ có linh vật liên ngao Johnny này là đều có đặt cái tính giữa cái tháp. Thường thường người Chăm sẽ là có ba tháp, đáng lẽ một tháp bên kia nữa đó. Thì hai tháp cao, một tháp cao nhưng mà ở tháp thôi. Cái này ngày xưa đặc biệt ở trên đó có mấy cái lỗ quý nhỉ, mấy cái lỗ đây. À, hình như là như mình thấy là có bốn góc bốn lỗ nè, đó bốn cái lỗ này không biết là để làm một cái tầng gì hay sao đó. Đây nào quý vị, nó khác cái gạch cổ mình trong xưa, bốn góc bốn lỗ nha. Ở trên đây giống như là một có một cái sàn ở đây gì đó quý cô chú anh chị, có một cái sàn đó. À, mà giờ thì bên Pháp người ta về lấy gì rồi đó, thì bây giờ thì ở đây là còn những cái gì có những cái gãy cây ở trên đó. Khu vực ở đây là người xưa làm mía rất là nhiều, họ chỉ dầu rái họ cái chính lại, thứ hai là khi họ cắt lên rồi họ sẽ dùng lửa họ đốt lên. Nhưng cái giả thiết đây là nó chưa được chính xác, chưa được công nhận. Những nhà nghiên cứu lịch sử họ sẽ đưa ra giả thiết thôi. Đó. Đó. Rất là chắc ha. Nó rất là cứng mà nhìn có vẻ như nó rất là phẳng, giống như là cái thước vậy đó. Nó rất là phẳng nha. Mà nhìn thấy cái độ sắc của nó. Còn đây là những cái mà nó bị mẻ ra quý cô chú anh chị. Mẻ ra. Nhưng mà anh cảm nhận nó có độ cứng hơn. Độ cứng thì nó mới cứng chứ, nó mới có ngàn năm gì chứ dễ gì. Cái này cũng là gạch bức rồi, nhưng mà cái độ mẻ nhìn thấy nó độ mẻ là biết nó mềm hơn. Tại nó bể mình cảm giác nó mềm hơn. Cái này là được tái tạo sao lại? Dạ. Một cái nữa mình xin kết thúc video tại đây, rồi mình sẽ đi ra bên ngoài để là mình xá cái ha. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây. Chứ không phải là đây. Kiểu người chân người ta sẽ bò lên. Nó bò lên ha. Tôn kính. Tôn kính cái cái này. Chứ không phải là mình người Việt mình đúc cái túi quần là mình đi. Đúng rồi. Ủa trộm, cái mặt hang này là gạch của người Chăm đúng không? Mặt hang này là gạch của người mình á. Người Việt mình. Trùng tu lại đó, trùng tu lại. Nè, của người Chăm nè. Của người Chăm là mấy cái này nè anh Trọng. Anh Trọng, Trọng ơi. Anh Trọng mấy cái này là của người Chăm hay sao? No, cái này là đá tu ông của mình. Đá tu ông của mình sao ha? À, mình phải hỏi chứ. Đúng rồi, mình phải hỏi hướng dẫn viên người ta sẽ gần hơn quý cô chú anh chị, và người ta sẽ chia sẻ cho mình nó có cái độ chính xác cao hơn ha. À, đây là những cái mà của người Việt mình đá tổ ong ha. Trăm cao bốn cái tháp thì thường là cao bốn mặt, mà cửa mà cửa đi vào được á gọi là cửa thật, còn cái ba cửa mà không vào được là cửa giả. Cái cửa chính thì nó sẽ luôn luôn hướng về phía đông nam, hướng về phía đông nam đó nha. Mọi tháp đều hướng về phía đông nam cả. À, nhà mình cứ để coi đi tháp bà Bồ Đề Ga cũng vậy, nó nằm ở hướng đông nam, nhìn xuống kiểu mình xíu xéo là biển. Đó, bây giờ thì người Chăm người ta chỉ còn là ở vùng Ninh Thuận Bình Thuận thôi, Phan Rang Phan Thiết rồi đó. Ồ, bên đây một cái nữa ha. Đây là những kiến trúc thời xưa của quý anh chị. Ở trên như mình thấy có là hình như là cái ông giống như là cái ông này là giống con rồng với ta. Ngày xưa người ta dùng là bằng căm cụ búa rìu mà thâu sơ luôn á. Rồi lại 18 lại rồi. Rồi. Bên đây là cao 18 mét ha. À, Nam mô A Di Đà Phật. Ồ. Đây. Như mình quay toàn cảnh cho bà con cô bác hình dung nha. Đó. Đó. Ở đây thì bà con cô bác thấy rồi. Đó, có cái sự là cổ kính rất là lâu đời, cả ngàn năm của cái chúng chị. Và nó là một cái kiến trúc công trình lịch sử của người Chăm rất là đặc biệt theo quý anh chị. Đó, còn hiện tại giờ bây giờ là chưa có sự lý giải cái chính từ như thế nào cho chính xác ha, và chỉ có những cái giả thiết thôi. Và đặc biệt ở đây có những cái đá, những cái đá này quý anh chị, đây thì sẽ có những cái gì đây, những hai lỗ hai bên ấy, ở đây khác bên kia ha.
Rồi đi về đây anh đi xuống cái. Ồ, ở đây có mấy cái trụ ấy nè quý anh chị. Mấy cái trụ đây cái hình giống như là hình người quý anh chị, giống như những hình người nè. Đang đội một cái gì đó. À. Thấy không? Bà con cô bác cô kỹ. Giống như hình người đó đang đội gì á. À, để gì mình đi quay xung quanh luôn quý anh chị. Ờ à, đúng rồi, giống cái hình người. Ngày xưa thờ cổ đại ngày xưa quý anh chị đó. Đang đổi gì? Thì cái hình này á, cái hình trên đây á thì giống như là cái hình cái cục đá gì mình mới quay nè, đó. Bà con ai mà biết á thì có thể là để lại comment ha. Đó quý anh chị, những cái lịch sử phải nói là văn hóa của người Chăm rất là đặc sắc luôn. À, đang ở tại thành phố Quy Nhơn quý anh chị. Đang còn hình sau để Duy Minh ra quay cái cảnh ở sau ha. Cảnh sau nè. Đó, cảnh sau. Thấp đôi. Đó. Thường thường thì theo như lời dẫn của hướng dẫn viên á, thì người ta thường thường á, cái lịch sử của người ta á, thì sẽ là có 3 tháp. Nhưng mà ở đây chỉ có 2 tháp thôi. À, không biết chung chị. À, cho anh qua cái ha chị. Nha. Đó. Là kiến trúc cổ đại của cái chương trình mang tính chất ý nghĩa lịch sử rất là đặc biệt. Đây, bên hông đây thì mình thấy có thiết kế những cái hình kìa, những cái hình gì của quý vị đó. À, có voi nè, cái này giống voi quá quý vị chương trình đó. Có voi, những cái hình ảnh giống voi lắm. Có cây cỏ đồ mọc ở trên kia luôn, trên tháp luôn. Còn đây là những cái kiến trúc, cái nền móng quý vị, cái nền móng nè. Móng có những cái hoa văn ha, những cái hoa văn. Giống như có cái hình giống như hình hình người ha, đội hình hình người đội cái gì á, giống mẫu rồng vậy, đầu rồng vậy quý chú vị nè, thấy không? Đó. Đó. Bà cô đi làm cổ đường lâm gần như cô bị gọi là dùng cái từ trường cô dùng cái từ là bị ma dẫn lối, bị đưa đường cả đoàn ám ảnh luôn. Làm cổ đường lâm vừa vô làng cổ nó đưa cô một tấm bản đồ, đoàn đi lúc đó có 6 người thôi, thì đưa cô tấm bản đồ, cái bé hướng dẫn ngay cổng làng á, nó mới đưa, nó phát 6 tờ bản đồ, cái nó chỉ là làng cổ rộng lắm, cô vô cô chỉ vô 3 căn nhà này thôi, tại mấy cô sẽ đi không kịp. Thì đi vô cổng làng xong cái tới một cái ngã ba thì một cái là đó là ngôi làng có hai vua đó, mấy đứa ta sẽ biết đường làng đường lâm là làng có hai vua của Việt Nam. Thì ngay cái ngã ba làng một ngã là rẽ về những cái rất là nhiều nhà, còn một cái là qua một cái gọi là người ta gọi là một cái đình, một cái đình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe một dạo không vậy, để ngồi uống nước để ăn đồ ăn đó cô. Cái ngồi ăn xong cái đứng dậy đi thì mỗi người cầm bắt đầu trên tay. Dạ. Bắt đầu trước khi phát thì con bé nó tại cô dắt đòn đi, cái con bé xuống không có bao nhiêu bạn nó ghi địa chỉ bạn. Nhưng mà cái đứa chạy người chưa người họ nó cày giỏi vậy. Thì bây giờ họ không có thôi khi uống nước xong cầm bắt đầu lên mình đi cầm không cái biết mới chỉ rồi chứ mình đâu có họ làm chiếc tông không à. Tìm cái nhà số mấy á thì mở ra ba. Chị thấy chị thấy cái tháp không? Dạ. Tháp có một cái dấu của cái chiếc luôn. Không được. Cái tụi cô có biết đi đâu ngày cần giao xe cái mấy bạn có bó tung ba lô luôn, cái nó hồi nãy hôm nay tao phát bảy tờ tờ đó mình dùng không được chứ, cái một bạn chạy ngược để quán nước của mày đó là không có dạ. Bà lão nó chạy đi là như là bà lạc đó đi những người mà năng trí thì đó bây giờ cũng đã không còn rồi cả đâu thôi, chúng ta cho mình kể mua một tấm nào. Dạ. Người trẻ đó rồi, rồi tôi thích một tấm nào. Đó quay chụp hình cục bây giờ thể thành phố đâu được sửa sang gì đâu. Chụp cái lấy hai tấm cái tụi cô đâu còn cái trận chỉ dẫn nào đó cho nó cái nhà nào cảm thấy thích vô. Dạ. Không chuyện thì trong tâm thì cô về kể mấy thầy. Cô ơi, dạ, chào mình nha. Đó, quý cô chú chị, bây giờ thì mọi cái lịch sử cũng như vùng miền thì nó có điều khác nhau và cái thì theo thời gian nó cũng khác nhau nữa quý cô chú chị. Thì bà con cô bác xem video có cảm nhận gì đợi lời cái comment cũng như bình luận ha quý cô chú chị.
Bây giờ thì Di Minh xin chúc bà con cô bác đang xem trên kênh Di Minh Vlog thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý ha. Bà con cô bác nếu mà thích những cái video khám phá về du lịch, công trình cổ trúc, cổ tích như thế này, công trình gọi là cổ xưa đó quý cô chú anh chị, thì hãy comment, nhắn tin cho Di Minh có động lực chia sẻ cho bà con cô bác ha. Xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ. Có căng dặn quá rồi.